xem xe cẩu nạo quét kinh gạch như thế nào nha các bạn. Wow, cẩu cần dài luôn mới chịu nha. Cần dài luôn. Wow, múc cái dừa. Đang múc cái dừa các bạn. Múc dừa để làm gì các bạn? Không biết nữa. À, vệ sinh phải múc dừa không biết làm gì. Hỏi một câu hỏi quá sức là dễ trả lời. Hay là bắt cầu đi đây. Để nó bắt cầu chạy qua nha. Wow, bắt cầu đi thiệt. Bắt cầu đi các bạn ơi. Wow 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 wow.
nóng các bạn ơi. Ô, bởi lên, bởi lên, bởi lên, bởi lên. Sình hay không nha. Wow, 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 wow. Bắt cầu tiếp. Hay quá, kỹ thuật quá. À, đang tạo một cái con đường các bạn.
để xe cuốc xuống á, bây giờ mình mới hiểu là đắp đường để làm một cái con đường đi qua đường đây nè các bạn. Đây sau này là cái này là sẽ là một cái con đường chứ không còn là cái gạch nữa các bạn, băng qua một cái con đường băng qua gạch bên đây. Bốt xe đậu chở lên đúng rồi các bạn ơi, thấy đúng rồi, quá rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, sao đây, sao đây, đúng rồi, đúng đúng rồi, đúng rồi, xe cậu bị lúng rồi, tàn 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 giống ngược lên rồi, giống ngược lên trời luôn rồi, sao lên đây, oh, ôi, chứng nát luôn, đúng rồi. Châu Mia, Châu Mia, Châu Mia, có ai cứu tôi với, lúng rồi, bị lúng rồi, Châu Mia, cứu tôi với. Mặc dù là thất hành nhưng mà xe cuốc ở đây cũng không gói ngang, vì anh ta chưa có cố hết sức, khi nào cố hết sức rồi sẽ có hỗ trợ, tại chưa cố hết sức nên chưa có hỗ trợ. À, từ xử đây nào la không nổi thì anh là anh cứu cho đó. Đơn giản vậy mà la hoài. Lên lên, đơn giản ha mấy bạn, vậy mà Châu Mia, Châu Mia hoài, có lên rồi đó, thấy không. Đơn giản vậy mà cái la cứu 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 lại cứu cho một cái cấm đầu luôn, bây giờ cứu hoài. Xa thiệt là xa, xa ơi là xa, xa quá mình mới phóng to ra cho bạn xem cái làm việc của hai xe như thế nào nha. Đây. Vẫn chăm chỉ làm việc tuy rằng không có sự giám sát của mình nhưng mà xe cũ cứ chăm chỉ các bạn, không nghỉ ngơi lúc nào hết. Rồi thì làm việc đi, không làm phiền hai xe cấu đâu.